yên tâm nha. Alo, sao đẹp sao ba xin nghe ạ? Chị Thúy hả? Dạ. Đỡ nhiều rồi đó chị. À, chúc mừng chị. Mà về nhà có ai khai hết mụn không? À, ngày nào mẹ cũng gọi điện đó. Hôm nay nó đỡ hơn rồi đó. Nhìn thấy cũng sót đó chị. Chứ giờ mình hồi bầu bị thì mình đâu có dám làm gì. Xong rồi mẹ nhìn mẹ thấy cũng sót, bây giờ mình biết làm sao. Thì cứ đợi sinh xong rồi từ từ. Nghĩ là trong tháng thì nó sẽ lột, nhưng mà nó lột đâu được bao nhiêu đâu. Sao mà lột được hết vậy? Mụn toàn mụn sâu da. Lột cũng vậy chắc người ta đi lột hết rồi đúng không? Đâu qua em thất nghiệp. Sinh đấy là có nhiều người họ sinh thì họ nó sẽ bị, nó sẽ lột cái lớp da lông thâm hay là cái gì đó đó. Nên mình thì nó không có đỡ được nhiều. Nghe này không thất nghiệp được đâu chị. Trời ơi, em thấy sao mà giờ giống như là trong đồ ăn của mình rồi, xong cái môi trường mình đi làm, mình tắm rồi nè. Dạ. Mình làm cho mình nổi mụn, ai cũng bị mụn chứ phải riêng mình làm đâu. Nhiều thì chắc
đến xíu nha con. Cho mấy bông yên yên.